Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ, và hôm nay chúng ta tiếp tục với series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Vở tập trước đó các bạn thì mình đã bắt về được cho mình một cái con này nè, đó con rắn Basilisk, con rắn độc khổng lồ, nhìn nó rất là chiến luôn các bạn. Trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng đã luyện cấp cho nó lên được cấp độ 444 rồi các bạn. Máu của nó thì mình đã tăng lên rất là nhiều luôn, được 117.000 các bạn. Đó, trong lúc mà mình đi bắt cái con rắn này nè, thì ở tập trước mình có phát hiện ra được thêm mỗi con siêu bạo chúa Gigant rất là chiến luôn các bạn. Thì nó cũng level đâu đó, hình như mình nhớ như là 290 á. Đó, cái con siêu bạo chúa Gigant thì ở ngoài tự nhiên thì nó rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là mình đã luyện cái con này lên nè, nhưng mà không biết là con này có đủ sức để mà mình đi chế ngự được cái con siêu bạo chúa Gigant đâu không. Cho nên trong tập ngày hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi thử luôn đây. Đây, mình sẽ hút nó vô trong cái quả cầu nuôi thú này của mình để mình đem nó heo để cho tập ngày hôm nay luôn ha. Ở tập trước thì có nhiều bạn kêu mình là sử dụng con này nè, với lại mình cũng dự định là đem mấy con này đi để chế ngự cái con siêu bạo chúa Gigant, cho nên là sẽ hôm nay mình sẽ đi luôn. Và mình sẽ cần phải có thêm cái gì nữa không ha? Đạn nhũ thì không biết có cần đem theo không nữa nè. Sử dụng con này để đánh nhũ thì không biết có được hay không nữa, cho nên là thôi đi đi đại đi. Đi đại đi, mình sẽ sử dụng con gì bây giờ, bờ te hay là chim điêu, chắc là sử dụng chim cú hay là cái con này ta. Sử dụng chim cú thì đi mình có thể khả năng hồi máu ha, còn con này thì được cái đi nhanh, con siêu chậm này nè. Thôi chắc đi nhanh nhanh đi, hồi máu chắc cũng không kịp với con Gigant đâu. Con Gigant nó cắn một cái là coi như là máu tụt xuống nhanh lắm, không biết là hồi kịp kịp hay không, nhưng mà thôi kệ nó, cứ đi bằng cái con này cho nhanh cái đã. Mình mà đánh không lại thì mình bỏ chạy. Bỏ chạy thì đem bộ ngựa quá ha. Nếu mà con rắn của mình mà đánh không lại con Gigant thì đem con bộ ngựa qua thì chắc là cũng không làm gì được đâu. Con bộ ngựa qua nó cạp cho vài cái chắc chết quá. Cho nên là nếu mà có con rắn này đánh không lại đó các bạn, mình sẽ sử dụng phương án B, cái phương án là chế tạo đạn ngũ. Ở tập trước thì cũng có nhiều bạn kêu mình là đi farm mấy con sứa đó bạn để chế tạo đạn ngũ xịn á, rồi bắn cái con Gigant thì chắc nó cũng được, nhưng mà mình sẽ thử sức mạnh của con rắn của mình trước nha. Con Gigant thì nó ngoài tự nhiên thì nó khủng khiếp lắm, cho nên là phải cẩn thận với nó mới được. Và chỗ này là cái chỗ lần trước nè các bạn, đó mình thấy có con siêu bạo chúa Gigant ở phía bên này level 290. Con đó thì ở ngoài hoang dã thì nó chiến lắm, con này là con 60 nè, còn con này là đỏ 290. Turbo của nó thì tới tận 138 à 183.000 mà các bạn. Đó, còn máu của nó thì có 81.000 thôi ha, máu của nó còn ít hơn cả turbo của nó. Turbo nó cao hơn rất là nhiều luôn á. Rồi con này thì bây giờ mình phải tìm cho nó được an toàn, mình để nó, ví dụ như để nó trên này chẳng hạn, đây để trên này đi ha, trên này cho an toàn á, mình sẽ để nó ở đây đi, rồi cho nó không tấn công gì hết. Ở đây sẵn có cái cục này là mình lụm luôn, cái có chai nước à. Ở cục hình ở chỗ này thì lụm không được rồi. Nó không cho mình lụm rồi ha. Thôi thì mình sẽ cho con rắn của mình ra cái đạn. Con rắn của mình sau đó thì bò lên phía bên trên nè, thôi lại gần đi, lại gần nữa, hay là sẽ cho con rắn của mình ra ha. Hai lướt lướt vào phía bên trong mới đã, chỉ sợ rắn của mình chơi không lại thôi chứ con này cũng nguy hiểm lắm nè. Đó, nó ở phía bên trên này, chắc là mình sẽ né né phía bên đây đi ha, rồi cho nó ra cái mình lên phía bên trên mình chạp nó lại. Đây rồi, con này thì sẽ cho nó thịt lên cái để có gì nó ăn hồi phục máu lại. Rồi giờ thì bò vào trong nha, kiểm tra turbo của nó thôi, mình sẽ cắn nó các bạn. Đây vô cắn đằng cái, rồi mình sẽ sử dụng kỹ năng chui xuống đất đó, chờ đợi cho cái con này nó tăng turbo lên cái nó sẽ cắn mình không được ha. Tăng lên khoảng tầm 4.000-5.000 turbo vậy đó, 5.000 turbo mình sẽ lên mình cắn cái nữa. Ui nó tụt xuống nhanh kìa, ui turbo nó tụt xuống nhanh lắm các bạn ơi, không được. Nếu mà mình dồn về luôn thì nó sẽ chết chứ, con này không có dồn đam để tăng turbo được. Ai chà, cho nên phải chạy vòng vòng ha. Chạy vòng vòng thì cũng không ổn lắm ha, có khả năng đánh chảy máu á chứ. Rồi con kia đâu rồi? What? Ủa? À nó dưới này, dưới nè. Thì nó tụt hết turbo rồi nè, chết cha chưa, không được các bạn ơi. Chui hết mà nó cắn cái con rắn của mình sắp sửa hết một nửa máu rồi. Và con này xây đầu kém lắm. Ở đây xây đầu kém là mình cắn một cái nha. Đây, cắn một cái rồi động thổ xuống dưới. Động thổ xuống dưới sau đó chờ cho nó tăng turbo lên từ từ ha. Con rắn này nó đánh nó không có tăng turbo lên liền, nó phải từ từ vậy đó. Rồi lên phía bên trên. Dĩ heo cắn cái động hổ, động hổ không được nữa, nó yêu cầu thời gian cooldown, cho nên là phải cắn liên tục gì nè, dòm liên tục thì cũng không được, mà nó chạy xuống dưới là chết không, không ổn rồi. Trời ơi, chưa hết chỗ nửa cây máu à, vậy là không được, đã vậy rồi thì còn đi gặp đồng bọn của nó nữa chứ. Đấy, đứng trên này mình cắn thử được không?
Nhưng mà nó khôn lắm ha, nó đi chỗ khác kìa chứ nó không ở đây đâu. Nó khôn ghê luôn á, không ổn các bạn ơi. Với cách này là sớm muộn con rắn này của mình cũng chết à. Và turbo của con quỷ này thì nó tuột xuống nhanh lắm, xuống dưới là chết với nó, xuống dưới không có đường chạy là tiêu. Ai da ai da, không được rồi. Con rắn này được cái cắn rất là mạnh luôn á ha, nhưng mà nó kiểu như tăng turbo lên theo thì thời gian từ từ, không có dồn liên tục được đó. Con rắn mình hồi chắc chết với nó. Không được rồi, chắc là phương án này coi như thất bại rồi. Lần trước bắn con rắn này xong cái thấy con này mình tính sử dụng con rắn để bắt cái con luôn, cái con Gigant siêu bạo chúa này, mà thấy không ổn lắm, nó cũng tăng lên từ từ nè các bạn. Nhưng mà con quỷ này nó khôn lắm nè, rác nó kiểu gì nó cũng chạy chỗ khác à. Nhưng mà để từ từ thử được không nha. Đó là được cũng 18.000 rồi nè các bạn. Rồi đâu rồi, cắn thêm phát nữa coi. Mình nghi chắc nó chết trước khi tăng turbo lên quá. Đứng im nè, được đó, đúng rồi đúng rồi, chân đứng yên rồi nha. Đừng đi nha. Nó khôn lắm rồi, nó cũng đi này không, kiểu như nó không tấn công mình được là nó khôn lắm, nó vòng nó phía bên ngoài sau đó nó vòng lại rồi turbo nó tụt xuống kìa. 24.000 nè, 23.000 nè, không ổn rồi. Nó vòng trên này nó cắn mình á, với cách này không được, con rắn của mình còn chút máu à. Thôi quay trở lại đây. Cố gắng thử tới hơi thở cuối cùng của con rắn luôn. Yếu quá thì mình sẽ chạy ha, còn chưa chết thì vẫn còn chơi, còn thở là còn chơi. Cắn thêm một cái nữa nè, chưa hết máu của con Gigant chỉ còn có 70% là thấy không ổn rồi nè. Dồn liên tục thì con này sẽ chỉ chết, mà dồn thì nó cũng không có tăng turbo lên được nhanh nữa, cho nên cũng phải đánh từ từ à. Được 28.000 rồi, nó cũng chạy à. À dòng à, cắn cái nè, không ổn rồi. Không ổn các bạn ơi, cho chắc lui lui đi ha. Thấy cái vậy là thấy không ổn rồi, con rắn của mình cũng sắp đi nè. Nó chỉ còn có 30% máu, 40% máu thôi à. Vậy là không được rồi, thôi thì cho nó vô đi. Mình sẽ chắc là phải chuyển sang phương án bơi nữa bạn. Như dự định của mình thì phương án bơi là phải đi sử dụng cái đạn ngủ á. Đạn ngủ bây giờ thì sử dụng đạn ngủ bình thường thì bắn hơi lâu quá. Chắc là bây giờ mình sẽ chạy về nhà các bạn, mình làm thêm đạn ngủ, hoặc là mình sẽ đi xuống biển. Chắc là mình sẽ làm một chuyến đi xuống biển đi, với con rắn này không ổn rồi. Mình sẽ đi xuống biển, mình farm thêm mấy cái con sứa đó các bạn, rồi mình sẽ làm cái đạn ngủ xịn luôn á. Nè nè nè, liều mạng nè, level 40 nha, 40 liều mạng. Cho một phát. Rồi mình cũng về tới nhà rồi các bạn. Bây giờ thì chắc là mình phải làm một chuyến sử dụng tới cái con cá sấu rồi. Ở trong những lần trước có khám phá khu vực đầm lầy nè, mình có bắt về được một con cá sấu này thì hôm nay đã đến lúc cần tới nó rồi. Con cá sấu này thì nó cũng lên được level 466 rồi các bạn. Con này thì đem xuống biển chiến đấu thì cũng được ha, chiến đấu trên bờ thì cũng rất là ngon luôn. Cho nên là sẽ làm một chuyến sử dụng con này để đi xuống phía bên dưới bờ biển. Đây bờ biển thì cái chỗ mà mình spawn là chỗ đầu tiên là ở phía bên này nè, để mình quay trở lại nha. Đây cái địa điểm eo biển ở phía bên đây là chỗ mình spawn ra trong những tập đầu tiên nè. Tập đầu tiên hình như mình spawn ở phía chỗ này nè các bạn. Đó chỗ này ha. Và ở đây thì chỉ có mấy con cá. Chỗ này thì chỗ nước nông các bạn, nước cạn nè, cho nên chỉ có mấy con cá heo, cá heo thôi ha. Cá heo và cá mập nữa nè. Ủa Megalodon nè các bạn. Đó 190 luôn ha. Và chỗ nước phía đây là nước sâu nè. Cho nên là sẽ hạ cánh đây đi ha. Hạ cánh đây để đi ra ngoài biển. Thường đó là ở nước sâu mới có mấy con sứa, cho nên là cho nó ở đây cái. Rồi cho nó thịt lên một chút, rồi chắc không cần thịt đâu, xuống phía dưới để farm luôn cũng được, farm luôn mấy con cá nha. Đó lấy ít thịt cá luôn cho nó ăn. Rồi mình sẽ đi xuống phía bên dưới chỗ này nè. Đó nhưng mà mình không có oxy á. Quên nữa, không có oxy xuống dưới không lâu được đâu. Chết á, chết á, không được, ngạt oxy là chết. Cho nên là mình phải chắc là sẽ về đi. Quên nữa, mình sẽ làm cho mình một cái áo oxy các bạn, cái túi á, túi lặn mới được. Cái áo lặn để có thể lấy được oxy theo. Cái đồ lặn thì để mình coi thử coi. Trong cái công thức này hình như mình chưa học. Nó đâu đó tuốt tuốt ở phía bên dưới này lắm. Xuống phía bên dưới đồ sắt này ha. Rồi tuốt ở phía bên dưới nữa, đây đây. Cái áo nè, mình chủ yếu là cần có cái áo này thôi là được. Nó thì công thức cũng dễ và nó chế tạo trên Fabricator. Ok, đi về để mình chế tạo luôn ha. Cá sấu thì mình sẽ tạm thời mình để đây đi. Rồi mình đã quay về nhà rồi các bạn. Bây giờ thì chế tạo cái áo này thì cần có thêm polymer, da fiber, da mình có nè. Rồi fiber, mình có nè. Rồi còn có thêm
polymer đó đó. Polymer thì hôm bữa mình chế tạo cái bộ đục cỏ mình để ở phía bên đây vẫn còn nè, còn 3.000 mấy cái, 2.000 mấy cái, gần 3.000 cái luôn nè. Bật cái máy lên cái bèn một cái, mình sẽ chế tạo cho mình 2 cái đi ha. Đó, nó hư thì đổi vào cái khác liền, có cái phương án dự phòng rồi. Không biết là có cần thêm cái chân vịt không nha, chắc là học luôn cái chân vịt đi luôn đó. Cái quần nè, quần ra luôn đó, vậy là đủ một bộ. Mình sẽ mặc vô cái này, vô chỗ này đó. Ông già Noel trong trang phục thợ lặn và thêm một cái đôi giày nữa thôi là xong rồi. Quay trở lại luôn nha. Rồi mình đã quay trở lại chỗ em cá sấu, bây giờ thì lên đường đi xuống phía bên dưới thôi. Chân vịt thì từ từ khi nào mình cần thì mình sẽ đeo vô, còn bây giờ thì chưa cần. Gửi con cá sấu này thì bơi xuống phía bên dưới thì không có cần chân vịt đâu. Mình sẽ lặn xuống phía bên dưới biển sâu luôn nha. Đó, biển trong cái map lần này xem coi có gì đó đẹp không. Mới xuống thì mới có cây tảo bẹ nè, rong rêu cái kiểu và ồ cá mập megalodon nè. Một trăm mấy, chín mấy, 200, chắc là phải lia bớt mấy con này quá chứ không nó giết theo mình nguy hiểm lắm. Này cắn thử coi, sẵn mình sẽ luyện cấp cho con cá sấu này của mình luôn. Ồ đông kìa, cấp luôn. 200 mà con mình 400 mấy, là cho nên là cắn mấy con này khỏe lắm. Mình sử dụng chiêu control chuột phải, chuột phải bị sấy các bạn. Đây chuột phải sấy nó, mình sấy không được cái con cá này ha, cắn thường thôi chứ sấy không được, sấy không có đam. Rồi thì cắn thường thôi. Có con màu đỏ đỏ này đẹp quá ha, nhưng mà level của nó chỉ có 110 thôi à. Và con này cũng mình lên cấp thêm đam cho nó một chút. Rồi, đi ra phía bên ngoài xa luôn á. Trời ơi toàn là cá mập thôi các bạn ơi. Ui ui kìa. Quá trời luôn. Nhưng mà không có con nào level cao hết à. Còn lại một nồi luôn à. Ai chà chà. Chờ để nó vô trong này mình chiến đấu luôn á. Ở bên đây có con sứa rồi nè. Đây đây, từ từ đã. Chiến đấu với con sứa này còn kết hợp với lại mấy con cá mập thì nữa thôi là siêu mình luôn á. Cho nên là phải ly cái tụi cá mập này trước đã, một người luôn mà không có con nào level cao á, phải có con nào level khoảng tầm 200 mấy 300 mình bắt luôn. Đánh cá sấu mình không vô đam luôn á, cá sấu của mình thì nó đúng kiểu trâu luôn á, chuyên tăng chơi dưới biển. Là có một cái con cá là con cá kiểu như đầu đá đó bạn, con cá có khả năng farm được meter được cái kiểu á, thì con nó còn trâu hơn con này nữa. Và con này thì lên thêm chút máu nữa đi. Đó, còn thêm đam nữa đi, đam nó hơi yếu ha. Và phía bên đây thì có mấy con này nè, bây giờ thì đồ trên người của nó cũng hơi nặng cho nên là giục bớt nha, lấy cái răng về ha. Rồi cái này thì giục bớt đi, chủ yếu là để là cá để cho nó ăn thôi. Rồi bây giờ thì làm sao lượn lượn vô trong này nè, mấy con sứa mà nó bu đông thì cũng nguy hiểm lắm, cho nên là lượn vô để táp một cái là lượn ra liền, táp không trúng hết chứ. Đó, táp một cái chết một con, rỉa từ con thôi nha. Đó, nó như này thì nó làm cho con cá sấu của mình bị tê liệt, không tấn công được đâu, nó làm cho mình văng ra ngoài luôn á, chứ nó cũng có thể làm cho mình bị tê liệt, cho nên là né né nó làm cái đó. Ra lệnh cho con cá sấu tấn công vậy có khỏe hơn không, ngon lành luôn các bạn. Rồi nó chết hết rồi đúng không. Rồi con sứa thì nó chích cho mình cái điện các bạn, cái bị văng ra luôn á, không có làm gì được hết luôn á. Rồi ok chưa, rồi đã có được bao nhiêu rồi, ui 1.000 mấy luôn hả. Ok rất là đủ các bạn. Thôi bây giờ thì mình sẽ nhanh nhanh mình lên phía bên trên để tập trung cho tập ngày hôm nay luôn. Mình đi bắt cái con Giga đi ha. Còn đại dương thâm thẳm thì sẽ có một cái chuyến mình sẽ đi khám phá sau. Còn bây giờ thì lên trên cái đã. Mình sẽ nhanh chóng mình chế tạo luôn cho mình một mớ đạn ngũ luôn nha. Đạn ngũ xịn luôn các bạn. Đạn ngũ bằng độc sứa luôn. Và chỗ nãy là chỗ nào quên mất tiêu rồi. Để lên phía bên trên đây. Phía bên đây nữa các bạn. Bây giờ phía bên trong luôn nhá. Đây rồi, mình đã quay trở lại các bạn. Sau khi mà có xong đạn ngũ ăn, mình cứ để con này trên này đi. Con này mình có thể cưỡi vừa bay vừa bắn được, nhưng mà con này thôi khó lắm, là vướng víu lắm, cho nên sẽ để con này trên này đi. Rồi mình sẽ quay trở lại với con Gigan hồi nãy. Con Gigan nãy hình như là nó xuống phía bên dưới này, cho nên sẽ bay về phía bên trong đó. Đây đây, nó phía đây nè. Đó, mùi máu nó không có hồi phục lại ha, nhưng mà không sao, bây giờ sử dụng đạn này thì không có quan tâm tới phần máu nó rồi, mình cứ nã nó từ từ thôi. Thà hồi đó mình sử dụng con cái rắn mình cắn thêm nữa chắc nó chết luôn á. Ở đây thì bắn đó. Ủa bắn hụt hả? Bắn vậy cũng hụt được, nó bự vậy mà bắn còn hụt. Đây đó, vừa bay vừa bắn vậy nè, ngon lành luôn ha, khỏe hơn cái cách kia. Cách kia thì mạo hiểm quá. Ở đây coi chừng coi chừng coi chừng, bay lên bay lên bay lên. Bay ngay cái mỏ nó táp cho cái là coi như là đi luôn. Con này nó có kiểu màu đen đen đỏ đỏ, nhìn nó ghê á, nhìn nó chiến lắm, đúng là siêu bạo chúa có khác.
Chỉ số đam của nó thì được 52, chỉ số máu của nó thì 47. Chỉ số đam thì 52, ngon ha. Chỉ số đam của nó là cao rồi, cao nhất trong tất cả các chỉ số của nó. Và nó đi hả? Dí heo, dí heo, dí heo. Dí heo, cố gắng nã cho nó thêm. Con quỷ này tuột tu bông nhanh lắm, cho nên phải nã liên tục. Chứ không mà tu bông nó tuột xuống, chăm cho nã luôn. Mình sẽ dồn luôn đi ha. Với số lượng đạn này của mình chắc là dồn được. Dồn luôn đi, thay vì bắn từ từ để cho nó tăng turbo lên thì mình sẽ sử dụng tới phương án là dồn luôn về cho nhanh đó. Lên được 17.000 rồi, nó không có lên turbo nhanh như con rắn, nhưng mà ủa máu của nó đầy lại rồi hả? Oh, hồi nãy máu của nó có nửa cây mà bây giờ đầy lại rồi kìa, ảo diệu vậy. Nó hồi phục máu cũng nhanh ghê chứ. Rồi 25.000, con này nó không tấn công mình được, cái nó đi vòng 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 nè. Đó đó, coi chừng đứng ở trên này mình sợ nó táp mình được á, chứ hồi nãy mình thấy con rắn nó bị cắn được đó. 30.000 các bạn, cũng nhanh ghê á. Với đạn ngũ xịn cộng với cái súng xịn nữa thì bắn nó lên nhanh lắm, còn cái này bắn cái súng giảm chắc là hơi bị đuối luôn á, bắn mỏi tay luôn. Bye bye vậy nè, mình sẽ liên tục giữ cái khoảng cách với nó cho nó cắn cho mình cái. Con này không biết cắn cho mình cái không biết chết không ha, nhưng mà nó cắn cái chắc cũng mệt á. Đó 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 đó, rớt ngay ngay miệng nó là xong luôn á. Đó, lên được 169.000 rồi, thêm một viên nữa nè, 170.000 rồi, cố lên thêm một vài viên nữa thôi là được. Hắc não đó, đúng rồi, bắn nó nãy giờ có kinh nghiệm hắc não rồi các bạn. Canh bắn nè, hồi hộp rồi, phải bắn ngay cái đầu nữa ha. Canh nó chạy hướng nào, ấy nó chạy ra ngoài biển. Yeah, không được không được không được, đưa nó vô trong này, chờ nó vô trong này cái đó. Nhưng phải để từ từ, cái tuột turbo xuống cũng nhanh lắm, còn có 170.000 kìa. Đó, lên 170 mấy, còn 10.000 nữa thôi. Đó, còn mấy ngàn turbo nữa thôi, cố gắng dụ nó vô trong nhá, chứ để nó ngủ ở ngoài đó là mệt lắm. Đó 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 đó, nó có xu hướng là sắp sửa nó ngủ cái nó cứ đi ra ngoài biển nha, sợ nó ngủ ngoài đó lắm. Cứ để nó thêm đi. Đó đó đó, 80.000 rồi, 180.000 rồi, là nó quay trở lại bên kia nữa. Đó, vô trong rồi nè, bắn chúng. Ó, chúng 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 chúng. Ok, ngon các bạn. Ồ, nó ngủ trong này là đẹp luôn á. Và còn có thịt đùi. Còn phía bên kia thì nguy hiểm quá vậy. Bây giờ mình sẽ sử dụng cá sấu hả? Cá sấu, cái này à, cái này mình có con khỉ nè, đây đây. Con khỉ lần trước đi khám phá cái hang động chưa có cấp, cho nên là còn ở đây. Con này thì có cái nón này, mình sẽ trang bị cái nón là cho nón cho đã. Con này thì cứ từ từ để cho nó ngủ đây đi. Mình sẽ qua phía đây mình dọn con này cho nó an toàn ấy ha. Con này thì nó cũng là con đực luôn, cho nên là phải dọn nó cái đó, đập đó. Con khỉ này của mình thì dụ dụ ra phía bên ngoài nha cho dễ đánh, cho nó vướng víu quá. Rồi, nhảy và đập, lắc cái ống dòm đi dễ đập hơn đó. Dòm đam luôn, không biết con khỉ này mình chơi lại không đây nè, nhưng mà cố gắng dòm nhanh nhanh chút nha. Đúng rồi. Đập liên tục luôn đó, một phát 3.000 mấy, 3.000 3 đam. Ờ, nó đua tủa các bạn, được ha. Ờ, con này level có 60 cho nên là cũng dễ. Và xong chưa? Ờ, chết nè. Ok, ngon. Lấy luôn phần thịt của nó luôn các bạn, lia luôn ha. À đúng rồi, nó có trái tim. Đây, đây, lấy luôn. Trái tim thì tất cả mình có bây giờ là ba trái rồi đó. Mình để nhặt hai trái rồi. Đây thì có thêm trái nữa. Ui, con khỉ của mình cũng hơi bị đuối với nó ha. Rồi con ghiên ganh này sao? Con này nó tụt turbo nhanh lắm, cho nên là phải nhồi cho nó thêm cái phần nè. Dướng cục đá quá vậy. Đây, phải nhồi cho nó thêm cái thuốc ngủ vô cái đã, cho nó uống thêm thuốc ngủ vô cho nó tăng turbo lên lại. Rồi cho nó thêm cái thịt đùi vô. À, hay nhà mình có thịt cừu á chứ, hay là tem bằng thịt cừu luôn cho nó nhanh. Bây giờ chạy nhà không được á chứ, không kịp giờ chạy nhà sẽ không kịp chứ, không biết thịt cừu mình để đâu nữa thôi. Cho nó ăn thịt đạp đùi đã đi, đây có gì cho nó ăn cái đó đi. Chứ bây giờ chạy về chạy qua cái thấy nó tỉnh lại cái coi như là công cốc luôn á. Nãy giờ mình bắn, nãy mình chế tạo gần 200 viên ha, mình bắn được 100 mấy chục viên rồi, còn 189 viên, cũng được 110 mấy á. Đó, nó lên được level bao nhiêu ta, cộng thêm được 144 level các bạn. Đó, hoàn hảo tới tận 99,9% ha, và được 35% cái ống tên mình rồi. Mình sẽ đứng đây để mình đợi một chút, trong lúc thì quan sát xung quanh thử coi có con nào nguy hiểm không. Hồi nãy chỉ có con Gigan với con bọc chúa phía bên kia thôi ha. Con bọc chúa phía bên kia thì 170 thôi, không sợ lắm. Đấu vào phía này là mình chơi nó luôn. Còn con này thì liên tục bơm cái thuốc ngủ cho nó.
lên được 43% rồi. Mình sẽ sử dụng con khỉ này của mình để qua bên đó để dọn cái con bên đây luôn cái đã. Hay là để lại, để lại đi bạn. Chờ lại cho con này tỉnh lại, mình sẽ ra lệnh cho nó tấn công luôn ha. Nãy mình quên để con Gigan lại. Mình thấy con Gigan nguy hiểm quá. Chứ không để giờ lại con Gigan kia, cho lấy con Gigan này của mình chiến đấu luôn ha. Xem xong con này mình cho nó qua nó chiến đấu. Ấy da. Ấy da. Ấy da. Ăn cắp đồ nè, quỷ, trẻ trâu nè. Trời. Rồi lấy. Ủa. Mũi tên của mình có hả? Nó đang ăn, nó đang ăn hết hồn. Thấy cái đầu nó chĩa lên. Ở đây thì tiếp tục bơm thuốc vô cho nó để duy trì cái ống tím. Còn cái ống tem mình thì lên được 52% rồi. Một nửa chặng đường nữa các bạn, sắp sửa cũng xong. Con này thì còn có 12 cục thịt đùi thôi. Thịt cừu thì cần 10 cục ha. Kiếp bộ, ôi, kiếp bộ nhà mình có chứ. Rồi để quên đem theo á. Kiếp bộ lần trước mình bắt cái con gì á. Ủa đúng qua tới đây à. Lần trước mình bắt cái con khủng long bắn gai. Còn một ít. Đây, nhả cho nó một cái đi. Tính để giành lại nhưng mà không được rồi. Nó qua phía bên đây luôn, nguy hiểm quá cho nên là phải tấn công nó liền. Và lên được 61% rồi. Rồi, mình sẽ sử dụng con khỉ của mình lên phía bên trên để mình dẫn cái con biểu sư của mình xuống đây. Chắc là còn lâu lắm nó mới tỉnh. Cho nên là trên đó thì có mấy con chim điêu thế. Rồi, biểu sư của mình thì ấy da. Mấy con chó hả? Chạy 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 chạy. Ủa cái cục hính màu vàng luôn kìa. Hồi nãy cục hính màu xanh á, nó bị dướng lượm không được. Cục hính màu vàng này thử coi có lượm được không nha. Rồi, lên phía bên trên luôn. Cục phấn này có gì đó. Ồ, quần chi tim nè. Quần chi tim, quần chi tim. Để coi có xịn không. Cho mình cái quần metal là đẹp. Ồ, công thức chế tạo ha. Cái quần mấy trăm giá cũng được. Bữa giờ không có loot được nhiều cái ha. Cái đồ của bạn. Còn là loot được đồ gì đó không à. Không có đồ metal. Chờ để nó ị cái mới đi được nha. Con kia thì nó bay nhanh lắm. Cho nên không sao. Hy vọng nó không dưới mấy cục đá là được. Dẫn nó theo xuống phía bên dưới này luôn. Con này thì đó 90 tại hoàn hảo tới 98%, 99,8% ha. Và timing của nó thì đã được 87% rồi, sắp sửa cũng xong. Rồi cho nó thì ăn thêm cái thuốc ngủ rồi vô. Rồi 87% nữa bạn. Và giờ cũng mưa rồi ăn. Quên nữa, hồi nãy quên ở nhà, hồi quên mình học cái yên của con Gigan luôn chứ. Gigan trong này, đây các bạn. Gigan trong này thì được chế tạo trên bàn Smithy, vậy là cần phải về nhà rồi. Để quên, để chế tạo đang ngủ, đứng chờ đợi chế tạo đang ngủ mà quên chế tạo luôn cái yên này ăn. Chứ không là mình có thể trang bị cho em nó luôn, là chiến đấu ở đây luôn được rồi. Đang tiếc chốc. Và con quỷ đó nó bay dữ quá vậy. Để cho nó unfollow cái nha. Follow cũng bay dữ quá. Rồi đậu xuống đi. Con khỉ bây giờ thì chắc là do cho nó vô trong bắt đầu luôn đi. Cốt vô luôn đi. Con khỉ này mình cũng chưa có luyện cấp nhiều, mới có 309 nè. Và thịt thì lấy về. Ủa cái nón hư rồi hả? Trời ơi, đánh có chút xíu à. Cái nón hôm bữa hư mình mới sửa lại á, mà giờ nó hư nữa rồi. Đánh với mấy con gan thì mau hư đồ lắm. Nó cắn vài phát nó phá giáp ghê lắm. Cái hư liền à. Và đây thì được. Xong rồi các bạn. Đại rồi. Wow, siêu chiến binh của mình đây rồi. Con này thì sau khi tem xong nó lên được á, nó tăng lên được có 52 cái chỉ số đam ha. Máu của nó thì cũng chưa có tăng lên nhiều. Con này thì chắc là bây giờ phải đưa nó vô trong cái quả cầu đem về thôi. Chỉ số đam của nó vẫn vậy à. Lên được. Ủa. Nó chưa cập nhật các bạn. Lên được 70 nè. Wow. Chỉ số máu của nó thì được 65 nè. Chỉ số đam của nó thì được 70. Chỉ số stamina của nó thì đột biến lên tới tận 75 luôn kìa. Wow. Stamina của nó nhiều ghê ha. Đam của nó thì không có được nhiều lắm. Nhưng mà stamina nó 75 lận. Đam nó thì được 70. Cũng ổn ổn thôi. Bây giờ thì trời mưa dữ quá. Mình sẽ nhanh nhanh mình lướt về luôn. Mình chế tạo cái yên viên gan để mình đi đi luyện cấp cho nó một chút. Trên này thì có mấy cục thính thì lướt lướt qua một cái. Rồi mình cũng đã về tới nhà rồi các bạn. Bây giờ thầy đi vô phía bên trong để chế tạo cái yên cưỡi nữa thôi là xong. Công thức thì học rồi cho nên là chỉ cần bấm ghi gan vô trong này thôi chắc là đủ. Đây rồi, ngon. Chế tạo luôn á. Thịt cá trời quá đất luôn. Chắc là mình sẽ đem ra phía bên ngoài mình bỏ vô trong cái máng thức ăn này đi. Để cho mấy con thú của mình nó từ từ nó ăn ha. Đây. Đó. Ngon lành luôn. Và cái em rắn của mình thì hôm nay thất bại rồi các bạn, không có sử dụng nó để chế ngự được ha, cho nên là cho nó ở đây đi. Đó, nằm đây nha cưng. Rồi tiếc em nó, em nó thì hồi nãy bị yếu máu rồi. Trời ơi, còn có chút máu à. Cho nó thêm thịt cho đi. Rồi yên cưỡi chắc là cũng đã xong rồi đó các bạn. Mình sẽ xuống phía bên dưới để mình đi luyện cấp với lại mấy con Baranto luôn. Baranto dưới này thì bị mình
xử hết rồi, mình luyện cấp cho con rắn mình xử hết ở phía bên khu vực phía bên đây rồi, chỉ có phía bên đây mình chưa qua nè. Đó, cho nên phía bên đây còn mấy con linh tinh á. Đài, có con Baranto xa xa kìa. Mình sẽ cho con Gigant của mình ra phía bên ngoài luôn đi, để mới cooldown xong cái quả cầu, cho nên là bây giờ thì ra ổn liền, đeo cho nó cái này lên và mình sẽ cộng cho nó đương nhiên là đam rồi. Đó, con này thì siêu chiến binh mà, cho nên là phải lên đam, con này phải lên thật là nhiều đam cho nó. Đấy, đi vào trong này luôn. Thử con heo trước đi ha, cắn thử cái cọc đó. Trời ơi, nãy quên, từ từ là cộng đam cho nó ha, để thử cái đam mặc định của nó thử có bao nhiêu. Con này thì trắng thì thôi rồi luôn rồi, nhưng mà cái stamina của nó thì tụt xuống nhanh lắm. Con này chủ yếu là để mình điều khiển ra lệnh cho nó cắn á, thì nó sẽ hợp lý hơn là mình rồi mình cưỡi nó, bởi vì cưỡi mấy con này nó tụt stamina nhanh lắm, nó bự á, nó đi nó tốn stamina dữ. Xong liền rồi, cộng cho nó thêm, trời ơi lên 21 điểm các bạn. Chưa có luyện cấp, mới luyện cấp lần đầu cho nên nó lên nhanh lắm. Để làm cho nó lên thêm đam hết đi. Stamina thì cứ cho nó follow mình thôi, cho nó follow mình qua phía bên đây ha, mình sẽ ra lệnh cho nó tấn công vậy cho hợp lý hơn. Đó. Đứng nhìn nó đánh thôi cũng đã đó các bạn. Ok, để mình tắt cái ống nhầm ha. Đó, đứng nhìn mình ra lệnh cho nó đánh thôi. Con này thì có tông màu đen với màu đỏ, màu đỏ nó hơi đậm chút ha, màu đen thì kiểu như nó nhiều nhiều hơn chút, chỉ có phần ở giữa thôi. Và xem coi nó lên cấp nữa đúng không? Đó. Bây giờ thì cộng cho nó thêm, chắc là thêm đam nữa đi. Đó, dòm cho đam trước đi. Bây giờ chắc là trắng là nó sẽ trắng lên được một phát 3.000 đam nè. Để từ từ nha. Đó, bắt đầu dòng lại. Lên đam cho con này là đẹp luôn. Chỉ số gốc của nó thì hồi nãy mình coi là 70 nè. Máu của nó cũng nhiều ha, con này cũng ngon ghê á. Stamina cũng được, cái này cũng nhiều nữa, cho nên cũng ổn. Ba chỉ số mà mình cần thì lại rất là ngon luôn ha. Con này là siêu chiến binh, siêu phẩm luôn rồi còn gì nữa. Và nó hơi vướng cây chút, ra lệnh cho nó tấn công con này một cái. Đó, đang lủi vô nè, vướng cây dữ ha. Đó, nó lách lách con mấy cây vướng quá cắn không được. Đó, chỗ nào khó quá thì mình sẽ sử dụng nó để mình cắn. Đó, bây giờ nó cắn lên được 3.000 đam đó bạn, ngon lành luôn ha. Trời ơi, phía bên kia mình thấy kìa, một nồi luôn. Mình cưỡi đi thì đương nhiên là ngon hơn rồi, nhưng mà hơi tốn stamina một chút. Thì khi nào nó có stamina thì mình lên mình cưỡi nó, còn co chỗ nào mà không có stamina thì xuống để ra lệnh cho nó. Ví dụ như chỗ này nè, đó bay lên phía bên trên để ra lệnh từ phía bên trên, tặng nó bên kia thì tấn công bên kia trước. Đúng rồi, nhà huấn luyện thú các bạn. Ui, Raptor anh qua luôn hả? Ai chà chà, đây rồi, đánh con Raptor anh qua thì chắc là cũng lên được một mớ á. Nhưng mà con này của mình bây giờ cũng lên bậc cao rồi ha, cho nên bắt đầu lên chậm trở lại rồi. Rồi, qua phía đây luôn, qua phía đây luôn. Con Raptor nó đang cắn con gì ha? À, đang ăn thịt con heo phải không? Lên luôn cưng ơi. Chạp một cái, hai cái, ba cái, nhào vô hả? Ra đi liền. Ui, cho mình cây nỏ kìa, cho mình cây nỏ xịn không đây? Cho mình cây nỏ, mà cây nỏ thì cây nỏ cũng bình thường ha, không xịn lắm. Con Raptor thì chắc là cũng không có xịn rồi. À, xem quanh đây thì xem mới còn alpha nữa không. Hôm bữa đó bạn, mình nhìn thấy trên cái núi bên đây có con, ở trên này có alpha nữa nè, cái núi bên kia có một con alpha nữa mà mình chưa có đánh, con cano alpha luôn. Còn bên đây là con raptor nha, xuất hiện alpha trên mấy cái chỗ này cũng nhiều lắm, sẵn mình xử luôn. Hết stamina nữa chứ, chắn cho nó một cái rồi lên được. Ủa, 19 cấp các bạn, sau khi đánh con alpha kia với con alpha trên này ha. Rồi mình sẽ cho nó lên máu một cái. Máu của nó lên không được nhiều lắm ha, cộng lên rất là ít luôn nè. Cho nên là lên đam đi. Ưu tiên cho phần đam nhá, cho đánh mạnh hơn nữa. Trên này có con cừu nè, mình sẽ đi qua bên cái núi bên kia đi. Hôm bữa mình bay vòng lượn vòng vòng á, mình thấy con alpha trên cái núi trên này nè, nhưng mà chưa có đánh. Con này chắc là cho nó follow mình đi chứ, nó đi chậm quá. Đó, cưỡi nó đi chậm lắm, nhưng mà nó mà follow mình thì nó chạy nhanh lắm. Đó rồi kìa, nó băng đèo vượt núi cái kiểu đi. Rất là nhanh luôn. Và lần trước, đây 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 các bạn, trên đây nè, đó, con Gigant ở phía, à đâu, cái con Alpha Cano ở phía bên trên này. À, level có 40 thôi ha. Mình sẽ làm cho nó viên đạn cho nó target mình mới được, nó dí theo mình. Thì đạn đây, bắn đạn bình thường thôi nha. À, dù nó xuống như này để cho con Gigant của mình thử nó nha. Đứng nó không thấy mình kìa. Ui, bắn một phát 600 đam à. Rồi, quét một cái, cắn liền. Trời ơi, gần 4.000 đam cho một nhát cắn. Quá đã luôn. Rồi, xong, em nó đi luôn. À, trên này thì chỉ để có con Gigant ở đâu, mấy con alpha đó thôi. Có đúng duy nhất con alpha trên này. Trên này cũng không có gì để tấn công hết ha. Và đánh xong mấy con đó thì mình coi coi, level 40 thì chắc là cũng không được lên nhiều đâu.
cho em coi, được có 4 cấp thôi các bạn, cộng tiếp thì nó phần đam nha. Đó, 1000% rồi các bạn, 1000%. Bây giờ thì ở đây không có con gì để tấn công hết đó chứ. Thôi thử con này đi. Sử dụng con nhỏ nhỏ này nha, con ba chi đúng không? Đúng rồi nè, ba chi nè. Đây, để xem con nó cạp con ba chi ra sao nha. Wow, 4000 đam rồi ha. 4000 đam cho một phát trắng. Phải mà có thêm 1000% đam nữa. Ngon lành luôn. Bây giờ thì mình đang nghiên cứu xem coi để con Gigan của mình ở đâu nè. Con Gigan của mình thì lúc đầu mình dự định đó là mình sẽ để ngoài này mấy con khỉ của mình nè các bạn. Chắc là bây giờ phải để nó ngoài này luôn quá. Sắp tới phải xây dựng cho nó một cái sàn á. Ở phía ngoài này để trang trí, ở phía bên ngoài này chứ trong kia chật chội quá rồi. Nó thì để phía ngoài này đứng, phía ngoài này nè. Đó, làm cái sàn tròn tròn các bạn, giống giống kiểu cái con mắt ma Soret đó ha. Cho đứng, hoặc là hay là mình sẽ xây dựng một cái sàn một tầng nữa các bạn. Đây mình sẽ xây dựng mấy cái cột lên, mình sẽ làm một cái tầng ở phía bên trên này nữa. Cái mình cho con Giga đứng ở phía trên, làm cho biểu tượng cho cái lâu đài băng tuyết này của mình cũng được ha. Còn không thì làm ở phía bên ngoài này luôn cũng được. Nói chung là cách nào cũng được hết á. Cái đó mình sẽ nghiên cứu sau đi. Theo các bạn thì nên xây cái này thành cái tháp luôn hay là xây ở phía bên ngoài, thì có thể để phần bình luận phía bên dưới cho mình biết ha. Để mình góp ý cho mình, để mình coi coi cái nào được các bạn, mình sẽ làm ha. Mình thì có hai cái phân dân, là một á là xây dựng cái tháp ở đây nè, rồi để con Giga lên phía bên trên. Hai á là xây dựng cái sàn ở phía bên ngoài này. Nhưng mà mình thấy cái tháp là hay xây dựng cái tháp các bạn, thì nó sẽ đẹp hơn ha. Xây dựng cái tháp ở đây cao lên, cái xây dựng cái sàn ở phía bên trên, cái để con Giga vô đó đứng ở phía bên trên, còn mắt Master thì để ở phía bên dưới là đẹp luôn. Còn con rắn thì chắc là để ở trong này thôi, rắn thì chắc là để ở phía đằng sau này nữa bạn. Đó, ở sau nhà này có cái không gian nè, rộng nè. Đó, để con rắn nằm ở phía đằng sau này là đẹp luôn, ngon lành luôn. Rồi, bay ở phía ngoài này để mình ngắm nhìn nó lại nha. Đây, nhưng mà là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã bắt được cho mình một cái con siêu bảo chúa luôn. Con này phải nói là con siêu bảo chúa luôn ha. Tính sử dụng con rắn để tem nó, nhưng mà thất bại rồi. Đành phải sử dụng cái đạn nhũ, thì bắt nó rất là ngon lành luôn. Đó, rồi, còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi các bạn, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.